chính quyền Afghanistan triệt tiêu hơn 16 sàn giao dịch trong nước. Cơ quan thực thi pháp luật của Afghanistan đã tiến hành đóng cửa hơn 16 sàn giao dịch điện tử ở thành phố Herat thuộc miền Tây nước này. Động thái trên diễn ra sau 3 tháng kể từ khi chính phủ Taliban áp đặt lệnh cấm đối với các hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số. Theo một báo cáo được tiết lộ gần đây, các sĩ quan cảnh sát Herat đã ra lệnh tạm dừng hoạt động của hơn 16 sàn giao dịch điện tử. Điều này được thúc đẩy bởi lập trường tiêu cực của Ngân hàng Trung ương đất nước đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Cách đây không lâu, cơ quan này đã tuyên bố rằng các sàn giao dịch điện tử đã gây ra nhiều vấn đề và đang lừa đảo mọi người. Được biết, sự thay đổi chế độ chính trị ở Afghanistan vào năm ngoái đã gây ra nhiều bất ổn kinh tế trong khu vực, khiến nhiều người dân chuyển qua sử dụng điện tử và stablecoin. Ông chủ Cardano vạch trần chiêu trò câu view trên TikTok. Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra cảnh báo xung quanh việc các phút gốt trên về chuỗi Cardano đã quay trở lại và được lan truyền bởi những người có sức ảnh hưởng. Trong một tweet gần đây, Hoskinson cho biết rằng hậu quả của các tiêu đề về việc mạng thử nghiệm Cardano bị hỏng một cách thảm khốc đã lên một tầm cao mới. Theo Hoskinson, các thông tin sai lệch này hiện đang được những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lan truyền tới rất nhiều người. Đáng chú ý, ông ấy đã chia sẻ một tweet cho thấy một video TikTok của một chàng trai có hơn 600.000 người theo dõi và đang nói về Cardano, cụ thể cho rằng mọi người đang bắt đầu mất niềm tin vào blockchain này, đồng thời tuyên bố đối với dự án có vốn hóa thị trường cao như vậy, Cardano lại không có nhiều ứng dụng, cũng như có độ đẹp rất tuyệt vời, nhưng lại không xây dựng được gì cả. Cuối cùng chốt hạ rằng Solana có nhiều chức năng hơn so với Cardano. Đứng trước sự hạ bệ trên, Hoskinson đã lưu ý rằng những người có sức ảnh hưởng hiện đang lan truyền thông tin một cách nông cạn về các mạng lưới lớn. Những tin đồn về lỗi thảm khốc trên Cardano giờ lại được ghép với thuật ngữ gold chain, tức là ẩn ý rằng không có gì đang được phát triển trên nền tảng này. Đồng thời, ông cũng tuyên bố 30 giây nói dối của TikToker trên được sử dụng để cầu tương tác. Cuối cùng, Hoskinson đã trích dẫn lại những thành tựu của Cardano trong năm nay nhằm dằn mặt một số nhà bình luận như trên. CryptoLikeVN xin trân trọng thông báo, để tri ân sự ủng hộ của quý khán thính giả trong thời gian vừa qua và để kỷ niệm channel đạt mốc 10.000 subscribers đầu tháng 9 năm 2022, chúng tôi khởi động tính năng Watch and Earn, mang đến trải nghiệm mới vô cùng thú vị. Một trải nghiệm có thể giúp các bạn gia tăng thu nhập từ việc xem video trên website của CryptoLikeVN. Mọi thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo và trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi. Mong quý khán thính giả đón theo dõi. Chân thành cảm ơn. Nền tảng NFT X2Y2 hứng gạch đá vì chính sách mới. Cộng đồng NFT toàn cầu đang xôn xao và tranh luận về chính sách tiền bản quyền mới của nền tảng NFT hàng đầu X2Y2. Trong ngày 27 tháng 8, nhiều người đam mê Web3 và NFT đã tweet bày tỏ ý kiến về quyết định gây tranh cãi của nhóm X2Y2 xung quanh việc sửa đổi tiền bản quyền của người sáng tạo. Được biết, với bản cập nhật mới, người sáng tạo trên X2Y2 sẽ không nhận được tiền bản quyền khi tác phẩm nghệ thuật của họ được bán. Một mặt, biện pháp này sẽ làm giảm đáng kể thu nhập của các nghệ sĩ NFT, mặt khác có thể khiến họ quyết định rời khỏi X2Y2. Theo chia sẻ của một số diễn giả, việc loại bỏ tiền bản quyền sẽ khiến các nghệ sĩ tìm kiếm nguồn tài trợ từ VC thay vì các mô hình thu nhập tập trung vào bán lẻ. Đến lúc đó, điều này sẽ khiến cho nghệ thuật mã hóa trở thành công cụ kiếm tiền thực sự. Đứng trước nhiều lời chỉ trích, đại diện nhóm X2Y2 đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng chính sách tiền bản quyền của họ vẫn đang được bỏ phiếu và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những người nắm mã thông báo quản trị của nền tảng. Đồng thời cho biết thêm rằng họ đang tạo ra những cuộc thảo luận với cộng đồng về vấn đề này. Giá của mã thông báo gốc X2Y2 hiện đang giao dịch ở mức $0.1377 vào 8 giờ 30 sáng nay, giảm 5,09% trong 24 giờ qua. Đại diện CoinSwitch lên tiếng phân trần việc bị đột kích. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch điện tử hàng đầu Ấn Độ CoinSwitch Cuber, Ashish Sikka, đã lên tiếng giải thích về những lùm xùm gần đây xoay quanh việc bị cục thực thi của quốc gia này đột kích khám xét. Sau 2 ngày kể từ khi bị điều tra, Ashish đã tweet cho biết rằng sàn giao dịch của ông ấy hoàn toàn hợp tác với cơ quan quản lý, đồng thời làm rõ rằng cuộc điều tra không liên quan đến tội danh rửa tiền hay đạo luật phòng chống rửa tiền của Ấn Độ. Tuy nhiên, không đưa ra cụ thể lý do bị điều tra là gì. Đồng thời, ông cũng trích dẫn lại cam kết của CoinSwitch khẳng định sẽ xây dựng hệ sinh thái điện tử có trách nhiệm, đóng góp vào nền kinh tế của Ấn Độ, cũng như hỗ trợ cho hàng triệu người dân của quốc gia này. Như CryptoLikeVN đã thông tin trước đó, vào ngày 26 tháng 8, sàn giao dịch điện tử được Andreessen Horowitz hậu thuẫn, CoinSwitch Cuber, đã bị Cục Thực thi Ấn Độ đột kích khám xét với cáo buộc đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu trị giá $250 triệu trái với luật ngoại hối, cũng như không tuân thủ các yêu cầu nhất định về KYC của khách hàng. Hàn Quốc bắt giữ 178 đối tượng mua bán ma túy bằng điện tử. Cảnh sát Seoul, Hàn Quốc đã tiến hành bắt giữ 178 đối tượng bị tình nghi mua bán ma túy trực tuyến và sử dụng điện tử để giao dịch. Theo GTBC, lực lượng cảnh sát ở thủ đô Seoul cho biết họ đã bắt giữ 12 người bị nghi ngờ buôn bán ma túy và 166 khách hàng sử dụng dịch vụ.
các cá nhân này đều trao đổi thông qua cổng dark web và thanh toán bằng tiền tử. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ hàng loạt các mã thông báo, 12 kg cần sa, một lượng đáng kể ma túy tổng hợp, ketamin và MDMA, cùng với số tiền mặt trị giá 8.500 đô la. Theo đó, các đối tượng đã sử dụng dark web, một nền tảng cho phép các đại lý đăng bài miễn phí và yêu cầu 10% hoa hồng cho tất cả các giao dịch. Điều này được thanh toán bằng tiền tử và được thực hiện thông qua nền tảng này. Trong khi các nhà giao dịch đã bị bắt giữ, các nhà điều hành nền tảng dark web trên vẫn đang lẩn trốn. Tương tự như nhiều quốc gia Đông Á khác, Hàn Quốc giám sát các vấn đề liên quan đến ma túy cực kỳ chặt chẽ. Lực lượng cảnh sát của quốc gia này gần đây đã thành lập một đơn vị lấy tên là Đội Điều tra Đặc biệt Dark Web và CryptoSet. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Những quốc gia có nhiều người nắm giữ Bitcoin nhất. Nhiều nghiên cứu thống kê khác nhau đã chỉ ra rằng có một số quốc gia được cho là nơi có nhiều người sở hữu Bitcoin nhất trên thế giới. Dưới đây là danh sách các quốc gia đó. 1. Hoa Kỳ, 8% trên toàn bộ dân số ở đây sở hữu Bitcoin. 2. Hàn Quốc, Bitcoin được xếp hạng là đồng tiền được giao dịch và sở hữu bậc nhất tại đây. 3. Romania, 12% dân số tại đây đang sở hữu một loại tiền mã hóa, phổ biến nhất là Bitcoin. 4. Malta, Quốc hội Malta đã có những bước tiến lớn trong việc biến đảo quốc này trở thành thiên đường của công nghệ blockchain và tiền mã hóa. 5. Cộng hòa Séc, 9% trên toàn bộ dân số của quốc gia này đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. 6. Tây Ban Nha, 10% trên toàn bộ dân số đã mua và sở hữu tiền mã hóa. 7. Ba Lan, 11% dân số nắm giữ một khoản tiền mã hóa nhất định trong danh mục đầu tư của họ. 8. Antigua và Barbuda, đảo quốc nằm giữa biển Caribe. 9. Nhật Bản là một trong số ít quốc gia đã công nhận crypto như một phương tiện thanh toán hợp pháp. Và cuối cùng là Thụy Sĩ.